Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot của mình. Thì cái video này mình quay để thông báo thứ tự 12 cung ở 12 cung để chuẩn bị cho cái tháng 5 tiếp theo. Thì tháng 5 mình sẽ không làm là tình cảm của 12 cung nữa, mà mình sẽ là tổng quan, dự đoán tổng quan tháng 5 của 12 cung. Còn tình cảm thì mình sẽ làm một cái video về tình cảm tháng 5 riêng. Thì ở đây á, mình vừa mới thống kê lúc nãy là thứ tự 12 cung từ trên xuống dưới, bắt đầu tiên là cung Thiên Bình đứng hạng thứ nhất. Mặc dù là video của các bạn được đăng thứ hai, được đăng sau Bảo Bình, nhưng mà các bạn rất nỗ lực để vươn lên đứng hàng đầu tiên trong 12 cung vào tháng 5 này. Cung thứ hai là cung Song Tử. Cung Song Tử này các bạn rất là đáng được khích lệ, bởi vì các bạn là những cái cung mà sau cùng mà các bạn có thể leo lên được đến hạng 2. Mình rất là tuyên dương các bạn. Cung thứ ba là Sử Nữ. Bạn Sử Nữ này cũng giống như Song Tử, là những cái cung đăng phía sau nhưng mà vẫn leo lên được top 3 của 12 cung. Hạng 4 là Sư Tử, hạng 5 là Ma Kết, hạng 6 là Bảo Bình, hạng 7 là Kim Ngu, hạng 8 là Bò Cạp, hạng 9 là Song Ngư, hạng 10 là Nhân Mã, hạng 11 là Bạch Dương và hạng 12 là Cự Giải. Thì dựa theo thứ tự 12 cung này mình sẽ ra video theo thứ tự 12 cung này. Và các bạn hãy lắng nghe với tinh thần chọn lọc những cái video đó và nghe tất cả những cái cung mà nằm trong bản đồ sao của bạn. Lưu ý là bốn vị trí đó là mặt trăng, mặt trời, điểm mọc và sao kim. Có thể là cung nhà thứ bảy các bạn cũng coi được. Nói như là đó là những cái vị trí mà các bạn cần lưu ý khi mà xem về cái này, bởi vì một người không chỉ có một cung, họ có rất nhiều cung, và khi mà bạn gõ cái bản đồ sao á, bạn sẽ có rất nhiều cung trong đó. Và lưu ý mặt trăng, mặt trời, điểm mọc, sao kim, cung nhà thứ bảy. Ok, vậy là cái video của mình sẽ kết thúc tại đây. Mình sẽ bắt đầu làm cái video về dự đoán tháng 5 cho cung Thiên Bình. Tạm biệt mọi người.